Bùi Tiến Dũng, Josep Epande. Epande tiếp tục chơi ở vị trí trung vệ, một nét rất mới của Hải Phòng ở mùa giải này. Cho dù Epande đang chơi ở vị trí trung vệ nhưng ở mùa giải này anh cũng đã có một bàn thắng tại V-League năm 2022. Bùi Tiến Dũng. Bùi Tiến Dũng là một bản hợp đồng vô cùng chất lượng của Hải Phòng tại V-League năm nay. Trong trận đấu sớm diễn ra ngày hôm nay thì Hà Nội tiếp tục có chiến thắng rất đậm trước Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số là 4-2. Thực tế là một trận đấu mà đội bóng thủ đô đã chơi lấn lướt hoàn toàn, một tinh thần tốt hơn. Đội quân của huấn luyện viên Chucho đã chơi lấn lướt hoàn toàn trước đội quân của huấn luyện viên Tiatisak. Trương Tiến Anh, nguy hiểm, tỷ số được mở cho cầu thủ Việt Theo. Người ghi bàn là Nguyễn Đức Hoàng Minh. Pha tạt bóng quá chất lượng đến từ cánh trái của Trương Tiến Anh, không thể không ghi bàn trong pha bóng vừa rồi được. Bóng đã ngoài tầm với của thủ thành Đình Triệu trong pha bóng vừa rồi. Pha tạt bóng quá tốt đến từ Trương Tiến Anh. Đây là trận đấu thứ hai ở giải đấu Cúp Tư Hùng thì Nguyễn Đức Hoàng Minh được đá chính. Và trận đấu này anh đã ghi dấu ấn của mình bằng bàn thắng ở phút thứ 5, 1-0 cho Viettel. Nghe nói thì Viettel là một đội bóng mạnh. Ngày hôm nay muốn giành được ngôi vị số 1 trên bảng xếp hạng ở giải đấu này thì Hải Phòng phải giành chiến thắng trước Viettel. Pha tạt bóng quá hay. Phần việc còn lại của Hoàng Minh là cú đệm lòng đơn giản, rất gọn gàng. Thực tế thì đây là một pha dàn xếp tấn công rất có nét của cao thủ Viettel. Và hàng thủ của Hải Phòng thì không có một cầu thủ nào thực sự mắc lỗi nặng cả. Tại V-League năm nay thì Nguyễn Đức Hoàng Minh cũng đã có cho mình một bàn thắng. Đó là bàn thắng vào lưới của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai trên sân Pleiku. Bàn thắng sang bằng tỷ số 2-2 sau đường chuyền đẹp của Nguyễn Hữu Thắng. Giải đấu hôm nay thì cụ thể là trận đấu này thì Nguyễn Hữu Thắng cũng không đăng ký thi đấu. Có lẽ là Hữu Thắng cũng chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Với bàn thắng sớm của Viettel thì trận đấu sẽ diễn ra rất hay. Nguyễn Đức Hoàng Minh. Điểm mạnh của Hoàng Minh chính là tốc độ. Petro Paulo. Rồi, không vào. Hàng thủ Hải Phòng đang thi đấu rất sộc sạch. Pha chuyền bóng cực kỳ bất ngờ của Petro Paulo dành cho Kaike Veneskio. Cần thêm một chút chính xác nữa. Không có bất kỳ một lỗi việt vị nào cả. Và dứt điểm hơi ăn ra má ngoài của Kaike. Khung thành đã mở rất rộng trước mặt của số 7 bên phía Viettel rồi.